하이펜서 스튜디오 Tập 7 Ai là vua đầu bếp? Vào một ngày đẹp trời, khi bảng thông tin tìm kiếm vua đầu bếp xuất hiện giữa chợ, thì liệu em vàng sẽ bỏ qua chăng? Và điều đó đã khiến cho vàng vô cùng mừng rỡ. Việc tham gia vào chương trình vua đầu bếp thật sự ý nghĩa với em vàng, vì đó chính là cuộc thi giúp cho em vàng khẳng định được tài năng, nên các anh đều đồng ý tham gia cùng em vàng. Và bây giờ chương trình vua đầu bếp sẽ chính thức bắt đầu. Chúng ta cùng điểm qua những gương mặt ban giám khảo quen thuộc của khu phố nhà bếp thôi nào. Đầu tiên là đầu bếp Ben Cook, một siêu đầu bếp thứ hạng của khu phố nhà bếp, có cái lưỡi vàng có thể cảm nhận mọi hương vị tinh tế nhất. Tiếp theo là ai đây? Wow, là vị bác sĩ nghiêm nghị để kiểm chứng vệ sinh thực phẩm an toàn trong cuộc thi ngày hôm nay. Tất nhiên, không thể thiếu những đội tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Chỉ cần nhìn đội hình, chúng ta có thể đoán ra đó chính là đội Manly với những chàng trai cool ngầu. Còn đây, đội Lady. Và đây, đội Family. Đội Manly với món cá sâu nướng lưu đầy tiềm năng thua cục. Đội Lady với món súp thập cẩm rau củ được nấu với nguồn cảm hứng bất tận mà không ai có thể chạm tới được mùi vị đỉnh cao ấy. Liệu có thắng nổi không? Đội Family đã chọn món nữ hoàng bạch tuộc để chinh phục các vị ban giám khảo ngày hôm nay. Đội Family đang cố gắng hết sức để giành giải vua đầu bếp năm nay chăng? Thật là một món ăn lạ quá đi. Liệu đội nào sẽ là bàn tay vàng giật giải trong chương trình vua đầu bếp năm nay? Đội Manly, đội Lady, đội Family. Để không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng bước vào lớp vẽ ngày hôm nay để phát họa lại đội chiến thắng vua đầu bếp năm nay nhé. Mình sẽ bắt đầu phát họa lại khoảnh khắc chiến thắng của gia đình ngay bây giờ nhé. Đầu tiên, mình sẽ vẽ và chụp đèn treo lủng lẳng nè. Bạn có thể vẽ nhiều chụp đèn cũng được. Để vẽ chụp đèn, đơn giản nhất, mình sẽ vẽ những tam giác rồi vẽ thêm những hình tròn nhỏ. Chính là bóng đèn đó các bạn. Trên tấm phông chương trình, mình sẽ vẽ dòng chữ cuộc thi vua đầu bếp. Đó cũng chính là tên của chương trình gia đình bút chì tham gia. Xung quanh tấm phông nền, mình sẽ vẽ thêm vài những chi tiết nhỏ góp phần sinh động hơn. Ví dụ như là chiếc nón đầu bếp nè, trái cà rốt, miếng trứng ốp la nữa. Bạn thích món nào thì vẽ món đó cũng được nha. Còn bây giờ, mình bước qua vẽ những thành viên kỳ cục. Không có chương trình nào mà không có mặt của các thành viên này. Thật là một điều thú vị. Đầu tiên, mình sẽ vẽ em vàng. Em vàng chính là thành viên của nhóm Family giành giải nhất với món ăn nữ hoàng bạch tuộc. Mình sẽ vẽ em vàng với bộ tóc ong bên, một đôi mắt biết cười, tay cầm bằng khen giải nhất chương trình vua đầu bếp. Mình sẽ vẽ đơn giản để các bạn có thể vẽ theo mình nha. Tiếp theo, mình vẽ anh bút chì. Với khả năng khoa học đỉnh cao của anh thì việc giúp đỡ cho em vàng trong việc nghiên cứu vị giác rất hữu ích. Anh bút chì, mình vẽ đứng gần em vàng nè. Nếu bạn không nhớ cách vẽ, bạn cũng có thể coi lại những tập trước nha. Bút chì hôm nay mình vẽ cũng đơn giản thôi. Tiếp theo, mình vẽ anh bút xanh nha. Anh bút xanh trong cuộc thi, dù không giúp được gì nhiều cho em vàng và các anh, nhưng vẫn biết phụ em vàng bưng bê đồ rất là giỏi. Nên giải thưởng lần này của cả nhóm Family cũng một phần là nhờ công sức của bút xanh nhiều lắm đó. Tiếp theo, mình sẽ vẽ ai đây nhỉ? À, một thành viên mình không thể không vẽ, đó chính là đầu bếp Pancook của xóm 2 Pencil, với cái lưỡi vị giác cực kỳ chuẩn luôn. Để vẽ đầu bếp Pancook, bạn có thể xem qua hình ảnh của những thành viên Family nè. Nhưng đầu bếp thì mình sẽ vẽ thêm chiếc muỗng màu trắng. Bạn vẽ cao lên như thế này nè, vẽ dễ đúng không? Mình cũng sẽ vẽ đầu bếp Pancook trong trang phục của một đầu bếp hay mặt nữa. Wow, trông bác đầu bếp thật là mạnh đó nha. Đứng kế bên bác đầu bếp, mình sẽ vẽ bút đỏ. Trong cuộc thi đầu bếp vừa qua, ảnh bút đỏ đã hỗ trợ cho em vàng rất là nhiều, như là cùng xanh đi bắt bạch tuộc nè, hay làm những công việc nặng để phụ em vàng nữa đó.
nút đỏ trong bức tranh này cũng giống như cách mình vẽ những tập trước. Để cho thêm phần lịch sự, mình sẽ vẽ thêm cho bút đỏ một chiếc cà vạt. Và cuối cùng, mình chuyển qua vẽ tiếp một vị giám khảo thứ hai, đó chính là bác sĩ Xanh. Bác sĩ Xanh sẽ là người kiểm định vệ sinh thực phẩm cho món ăn. Bác sĩ Xanh cũng khá quen thuộc với chúng ta đúng không nè? Tương tự như bác Pancook, bác sĩ Xanh mình sẽ vẽ cho bác chiếc mũ bác sĩ có dấu thập trên nón. Đó chính là biểu tượng của nón bác sĩ đó các bạn. Vậy là mình đã vẽ hoàn thành xong bức tranh rồi nè. Mình chuẩn bị chuyển qua tô màu thôi. Đầu tiên, mình sẽ tô những chùm đèn treo nha các bạn. Các bạn còn nhớ những chùm đèn trong tập phim Tài năng âm nhạc không? Mình sẽ tô y như vậy luôn. Chùm đèn màu xám, bóng đèn tất nhiên phải tô màu vàng nè. Cứ như vậy, bạn tô hết 1, 2, 3, 4. Thấy cái chùm đèn luôn nha. Mình sẽ đi viền màu xanh đá cho tấm bảng chương trình cuộc thi đầu bếp cho thật nổi bật. Tiếp theo, mình sẽ tô những chi tiết xung quanh như mình tô nón đầu bếp, tô luôn củ cà rốt này nữa. Rồi, vậy là mình hoàn thành xong tấm phông nền rồi nha. Mình bắt đầu chuyển qua tô thành viên giám khảo và thành viên nhóm family nha. Đầu tiên, mình sẽ tô em vàng. Em vàng bé bỏng của gia đình Bút Chi có khả năng nấu nướng không ai qua được em. Đầu tiên là bộ tóc đỏ huyền thoại của em vàng. Rồi gương mặt màu vàng, tô mắt, miệng nữa nè. Thân em vàng luôn màu đen nha các bạn. Cuối cùng mình sẽ tô tấm băng khen giải nhất vua đầu bếp nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua tô anh Bút Chi. Anh Bút Chi mình luôn tô màu kem nha các bạn. Một màu kem không thể lạc vào đâu được. Một màu sắc khẳng định thương hiệu của gia đình Bút Chi. Tiếp theo mình sẽ tô anh Bút Xanh. Bút Xanh tất nhiên mình sẽ tô màu xanh rồi nè. Các bạn dùng màu xanh dương để tô nha. Tóc Bút Xanh mình sẽ tô màu vàng như những hình ảnh Bút Xanh trước đây thôi. Có một chi tiết mà chúng ta không thể nào quên tô, đó chính là con cá trên áo xanh kia kìa. Con cá cam và chị hai nữa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua tô bát đầu bếp. Bát đầu bếp với gương mặt mình tô màu đen. Chiếc nón trắng huyền thoại của bất cứ đầu bếp nào cũng đội. Và bác Pancook cũng vậy. Chiếc áo bát đầu bếp thì mình tô màu trắng, nhưng mình sẽ điểm thêm hàng nút màu hồng trên áo bác Pancook cho đẹp nè. Tiếp theo, mình chuyển qua tô anh bút đỏ. Nói tới anh bút đỏ, mình sẽ tô màu gì ta? Tất nhiên là màu đỏ rồi. Nhưng mặt bút đỏ luôn màu đen nha các bạn. Hôm nay, bút đỏ chuyển qua bộ tóc giả hai mái màu cam. Thiệt là dễ thương ha. Chiếc cà vạt mình sẽ tô màu hồng cho thêm sự nổi bật. Vậy là mình tô xong anh bút đỏ rồi nè. Bây giờ mình sẽ chuyển qua tô nhân vật cuối cùng của bức tranh. Đó chính là bác sĩ Xanh. Các bạn có còn nhớ cách tô bác sĩ Xanh không? Riêng bác sĩ Xanh, mình không tô màu xanh mà mình sẽ tô màu đen cho bác nha các bạn. Nhưng miệng và mắt thì mình tô màu xanh cho nổi bật nè. Các bạn có thể thấy bác sĩ Xanh có trang phục tựa như đầu bếp Pancook không? Vì bác sĩ cũng đội chiếc nón trắng, nhưng có một dấu thập trên nón nữa nha. Khoác lên chiếc áo blue màu trắng nữa. Vậy là mình đã gần hoàn thành xong bức tranh rồi. Mình chỉ còn đi viền màu sân khấu nữa là xong thôi đó. Các bạn có thấy bức tranh hôm nay như thế nào? Các bạn có thấy thành viên family có giỏi không nè? Quá giỏi luôn đúng không? Vào tuần sau, mình sẽ đưa bạn đến với sinh nhật của một người bạn của gia đình Bút Chi, cũng là bạn thân của Bút Đỏ. Các bạn có đoán ra mình sẽ vẽ ai và vẽ về gì chưa nè? Cùng đón xem lớp vẽ Bút Chi vào tập sau để đón xem những điều thú vị sắp tới nhé. Còn bây giờ thì lớp vẽ Bút Chi xin chào tạm biệt các bạn nhé. Nếu yêu thích lớp vẽ ngày hôm nay, các bạn nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Hai Pencil Studio để theo dõi tiếp những tập sau nữa nhé.